Ủa Minh đâu rồi ta? Ủa ai dẫn con bên đứng trước nhà ta giống khách vậy ta? Ủa Vi này tới chơi hả? Đúng Vi nè. Con cá mập. Ủa mấy đứa con cá mập là ai đem tới ta? Khách đem tới hả? Gì? Vi đem tới hả? Vậy? Gì tưởng đâu có khách bán tính mua hay gì? Vi bán đúng không? Không, dễ ăn quá quên đi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mơ đi, Vi chỉ mang thôi hết dịch sao, nói đi. Hết tiền. Cho dù hết tiền cỡ nào nhưng mình vẫn cố gắng giữ đam mê nha mọi người. Thật ra thì Vi chỉ mang tới để mình review giùm thôi. Quay clip cho mọi người trên kênh của mình xem. Thì ra là Vi bữa nay đem tới để cho mình quay review cho mọi người trên kênh của mình để đúng, xem đúng cái rồi. Con cá mặt đó, cá mặt huyền thoại. Đúng rồi. Rồi thì bây giờ thì sẵn tiện thì mình cũng đem con vết chín. Đúng rồi, sẵn tiện thì tại vì hồi trước á Vi có ghé qua bên chơi một lần á, Vi nhìn con này Vi rất là thích nha mọi người, nên là sẵn lần này là mình qua kiểu như là mình trao đổi một xíu đó cho mình quay review về con viêm đất của Vi xíu. Nhưng còn bây Vi giờ thì ở trong đây thì nó không đủ diện tích để cho mình để hai con quái thú đây được. Thì đúng mình, rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái ra công viên đi. Khách tưởng kia khách sạn nha. Ủa quay mà. Ủa quay cái gì quay rồi đó trời. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra công viên để mình quay clip xe nha anh em nha, chứ mấy ông trong kênh tôi là suy nghĩ bậy bạ không được nha, nín hình nào. Ok anh em. Ok. Thì bây giờ tụi mình là đã ra công viên đó, nhưng mà khi mà ra công viên thì đó, mọi người phải thích quy định là gì theo chuẩn 5K là không tụ tập quá 5 người 10 người gì đó, không quá 10 người, không quá 10 người và phải đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang thì ở đây mình chỉ có hai người, một cameraman là ba người, thứ ba người ta nói là cái gì, người thứ ba là siêu đây. Siêu đây rồi vậy đi. Thì hôm nay thì Vi có lòng tốt đem cái con bên đúp này để cho mình review cho anh em xem thôi. Thì đây quay gần cho anh em xem một cái con BMW. Thì con này đã ra mẫu mới rồi, nhưng mà theo với mình á, cái mẫu này nó vẫn là huyền thoại, đúng không Vi? Bật mic chưa? Rồi bật rồi chứ. Đúng rồi, đây huyền thoại. Nhưng mà nói chung là Vi vẫn thích cái mẫu mã của cá mập hơn là cá voi. Cá voi thì nhìn nó giống con cá voi, còn cá mập thì giống con cá giống con cá mập. Thì đây là cái thiết kế mà gọi là thiết kế huyền thoại luôn. Đúng rồi. Thiết kế đặc trưng làm mắt lé, mắt không đối xứng. Đúng rồi. Của cá mập đặc và trưng. Một cái mà anh em thích cá mập nữa là Vi biết cái gì không? Cái gì? Đó là tại vì người ta thích. Đó là cái đuôi. Mà vãi chưởng. Cái đuôi nó rất là nhọn. Nhìn nó rất là đẹp. Đúng rồi. Nhìn nó hàm hố, nhìn nó kiểu trong mấy phim siêu anh hùng á. Nhìn nó rất là góc cạnh và rất là đẹp. Con này là carbon nha, hơi nhiều ha. Carbon. Con này công nhận là đẹp. Ốp carbon với cả bên này luôn. Tại vì mình đi thường á, cái chân mình kẹp vào đây rất là nóng. Ở đây cũng có carbon. Nó rất là nóng nên là nó sẽ đỡ nóng hơn cho mình, chân nhất là con thì, gái. Cá mập á thì anh em có thể xem những clip trước mà mình review rất là nhiều rồi. Thì bây giờ mình không có nhắc nó nữa. Mà cái mà điều đáng chú ý á là nó có cái kiểu như giống châu Âu, giống như hơi là có sữa ấm tay lái á. Cái đó là đi trên Đà Lạt hay đi vào mùa đông á thì nó sẽ hiệu quả hơn, còn đi vào Sài Gòn mà chưa nắng như vậy thôi chứ. Sữa ấm luôn. Đó là gọi là hấp tay. Sữa ấm tay luôn. Thì con xe này thì nó quá nổi tiếng rồi và cũng có quá nhiều review rồi. Thì quan trọng là cái bữa hôm nay mình review là mình review người đẹp. Đúng không? Đúng. Review người đẹp trên con xe. Thì bây giờ cái con xe này bây giờ mình sẽ cho anh em nghe cái tiếng bô của nó ha. Đây đây coi anh em thấy con heo Rainbow nè, đẹp quá ha. Đây đây đây. Đẹp quá ha, cái này sơn rơm nè. Làm cái gì nè anh em à. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là ok luôn. Đó, rồi bây giờ cho anh em nghe. Kêu nhờ nghe, cô đi vòng qua kia giùm tí. Thì bây giờ mình sẽ cho chị qua một cái nha. Rồi mình sẽ quay tiếp ha anh em ha. Đi bên này nè chị, đi bên này.
nhiều đường đi lắm, đường đi bên kia nhiều lắm nhưng mà thôi kệ. Cho chị qua xíu không sao. Phụ nữ lady first. Mô tô kìa. Xe gì đây? Xe gì vậy? À, mặt bên mình á, tiệm mình á. Ai vậy? Z ngàn. Rồi, bây giờ cho anh em nghe tiếng bô. Hello. Hello mầm ơi. Cho anh em nghe tiếng bô. Một tiếng bô AR mà trên chiếc chín vi qua đây nè. Phá làng phá xóm quá, không mấy có khi nào mình đang nẹt bô mà người ta tới người ta đuổi không Minh? Đang quay anh em tới chơi luôn. Đây. Đây, đây một tiếng bô AR trên con chiếc chín nữa nè. Cho anh em nghe cho anh em thấy cái độ ghê của nó. Vi qua đây tiếng mới thu được. Vi đem mic mà. Ok. Rồi qua đây nè. Để nờ, để nờ, cái số chết đỉ mẹ luôn à. Móc lên cái. Đó, à, rồi, ok. Sao chưa có được. Được, nờ nè. Con này đó. Nó rất là rét. Đỉnh của chóp. Nó rất là rét luôn, nhưng mà nó vẫn không lực bằng cái con. Cái con kia nó sẽ nó kiểu ấm hơn, còn con này con kiểu nó ré hơn, đúng rồi, nó ré. Kiểu như cái bô này bô phách. Không, biết sao không? Bô này mà mình đi kiểu giống như là Việt Nam đá thắng mình đi bão á. Nẹt tới công chuyện luôn á. Con này đi bão là hơi nhức nách luôn. Ngon rồi luôn bây đó. Giờ bây giờ cho anh em nghe tiếng bô của con chiếc ngàn nè. Bô này là lên cổ titan như bữa mình nói á, cổ titan gọi là móc bô. Này bô zin mà đúng không? Bô zin nhưng mà móc bỏ bầu á. À, bô zin móc bỏ bầu. Nó cũng ghê lắm, sẵn là cho anh em nghe một lần cho đã. Trời, biển số đẹp quá trời luôn. Tóc quay, tóc quay. Nẹt vô tóc quay. Không quay. Cái khúc đó mới vui mà không quay là sai rồi. Tại vì em qua chủ yếu người ta nghe tiếng bô thôi mà, đâu cần phải quay sát. Rồi thì bây giờ cho anh em ngắm thêm một vòng con bên đúp nè. Đây tay. Nói chung là bên đúp thì nó đẹp lắm rồi, review nhiều lắm. Đẹp rồi sẵn rồi. Mình độ xíu nữa là. Cái chiều cao đi, vi là 1m7 đúng không? Men giày vô rồi. Đúng đúng, 1m7 mấy luôn á. Tầm đó. Vi mà men giày vô nữa là thành 1m7 mấy rồi, tại vi cơ bản là vi là 1m69 chuẩn. Men giày vô là sẽ 2-3 xăng nữa thì nó lên 1m7 mấy thì ngồi con bên đúp thử nó sao. Ngồi thử, vi ngồi thử. Lấy vi làm chuẩn nha mọi người. Lấy vi làm chuẩn. Rồi em camera em sẽ lưu một vòng coi. Đây, cái này là vi đen để xe thẳng đứng. Chống chân hai bên đều luôn nha. Thì hôm nay mình có. Nói chung thoải mái. Người thật, việc thật. Thì hôm nay mình sẽ hỏi vi coi thì theo vi cảm nhận, vi trải nghiệm với con bên đúp này á. Thì vi cảm thấy nó sao? Thì phê. Nó mạnh đúng không? Đúng. Khi mình kéo lên ga ở rất là ngọt. Mình muốn nhồi nói chung bao là, nhiêu lên bao nhiêu á. Đúng, nói chung là trong phân khúc 1000 của Sport thì ghiền nhất là BMW rồi. Nói chung là đó là cảm nhận riêng của Vi nha. Còn ai sao Vi không biết nhưng mà riêng cái cảm nhận của Vi là Vi thích nhất. Là cái dòng này là ok nhất. Thì trong một cái con xe mô tô á anh em. Thì anh em phải chạy nó, anh em muốn review nó, anh em phải cảm nhận nó dài cái tour. Đúng rồi. Và anh em phải cảm nhận nó, chạy nó, anh em mới biết được cái sự thật của nó như thế nào. Còn mà anh em mà muốn mượn con xe review, mà anh em muốn nói đúng không, anh em cứ lên Google anh em đọc. BMW là một con xe trang bị thường, đế trên đế hơi, đó là tính năng kiểm soát ga tự động, cruise control với chế độ. Rồi, thì anh em có thể lên mạng anh em đọc được mấy cái đó. Thì mấy cái thông số đó thì anh em có thể lên nghiên cứu. Còn ở đây okay. Là mà chúng ta review là này là cảm nhận riêng về cái người lái. Của cái người lái về con xe này. Đúng rồi, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng khác nhau. Có thể là một người, hai đến ba người cảm nhận về cái con này. Nhưng mà mỗi người cảm nhận một mỗi khác luôn. Đâu, bây giờ để mình ra mình thay cameraman kêu 1m5 mấy ngồi thử rồi. Rồi mình đúp nó hài cỡ nào. Anh đừng có sử dụng cameraman. Rồi, em vô em. Vô ngồi lên bên đúp đó. Để xì xuống, để chị xuống. Em dựng xe nó, em 1m5 mấy chứ nhiều vậy. Mấy sáu không? 1m64 làm gì tới coi chừng nào không mua. Rồi anh em khi racing boy ngồi bên đúp này. Ê tính ra cũng được nha. Ừ, cũng được giọng nha. Cũng vừa nha. Okay. Chống ô tư nha. Ok luôn anh em à.
Vậy bạn nữ nào tầm 1m6 trở lên là ok rồi, có thể ngồi được. Cho anh em xem dàn carbon nó đẹp ghê á. Đỉnh của shop dàn carbon. Rồi, ra cầm cameraman đi. Hết giá trị lợi dụng rồi. Thì ở con này á, Vi thích những cái gì của nó? Vi thích dáng ngồi. Dáng ngồi. Dáng ngồi, nói chung là cái dáng của Vi không biết mọi người sao, nhưng mà cái dáng của Vi ngồi thì nó rất là hợp với lại con này nhất. Tất cả những cái sport khác Vi ngồi cũng ok, nhưng mà Vi không hiểu sao Vi ngồi cái con này Vi rất là kiểu như là giống như hòa nhập được với nó vậy á. Nói chung Vi rất là xạo, mọi người tại công ty nó đẹp sẵn rồi, mình ngồi sao không đẹp. Không, biết sao, tại vì người đẹp thì mình ngồi phải ngồi sẽ đẹp. Ví dụ Vi ngồi á là Vi con gái ngồi, hồi nãy thấy Vi á, để ý Vi ngồi cái gì nè. Đúng vậy ha. này là làm quá nha mọi người. À, con gái ai chạy vậy, không lẽ ngồi khom cái lưng lại hả? Ví dụ mình ngồi vậy nè. Trời ơi là trời, cái này là tướng Superman. Ngồi rất là đẹp. Nhưng mà cái nhược điểm của nó đó là một lần dắt đi nó mệt. Đúng rồi. Bây giờ mà chơi con này á phải có ai dắt đi, dắt cho mình là mình chạy thôi là tới. Đúng rồi, giống như là Vi chỉ có chạy thôi nha. Nhưng mà so với Vi con gái á, mà Vi mà tới quán cà phê đi mà gặp mấy chú bảo vệ mà chú bảo vệ mà gọi là chú bảo vệ mà lớn tuổi á. Đúng rồi, lớn tuổi với lại hơi nhỏ con là, hơi yếu yếu là, là dắt không được đâu. Là tự dắt luôn. Phải tự dắt thôi. Đúng rồi. Mà dắt nó mệt lắm anh em à. Không, nhưng mà thật ra nha mọi người, dắt cái này mình phải biết cách dắt nữa chứ không phải là khỏe là được đâu. Có nhiều người khỏe mạnh nhưng mà không biết cách dắt á, nó cũng bị ngã đó nha. Có nhiều anh bảo vệ á, vì để Vi đi uống cà phê mấy lần cũng có nhiều anh bảo vệ rất là khỏe mạnh nhưng mà họ dắt không được á, cũng có mấy lần bị bể kính chắn gió rồi đó. Ừ. Để cái chắn gió phải đặt nước ngoài về để thay. Cái này hình như là đặt nước ngoài về rất là lâu, 5 thay triệu mấy à? Đúng rồi, 5 đến 7 triệu. Đúng rồi, xưa, nhưng mà cái này nó lại ốp carbon xưa ơi là xưa, khoảng tầm mà 3 năm trước á là Minh cầm con này chạy bầu trắng là nó đã, nó phê ơi là phê luôn. Trời ơi, khỏi phải nói luôn, bao nhiêu là nó lên bao nhiêu luôn á, nó đã lắm anh em à. Mấy năm trước rồi đó, lâu lắm rồi á. Con này mà chạy bầu trắng còn gì nói nữa. Ừ, đây là cái chìa khóa của pin đúp ha, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, rồi. Thì cái đồng hồ nó cũng đẹp nha. Đồng hồ nào, quay đồng hồ cho anh em. Đồng hồ rất là đẹp luôn nha. Đây. Cái đồng hồ của nó giống như là đồng hồ xe đua á anh em. Nhìn nó vip vip. Nhìn nó vip vip á anh em. Nó có hai chữ RR nữa. Nhìn nó RR liền à. Nhìn là muốn RR. Thì mấy con này thì nhiều clip lắm rồi, mình không có review thêm thuộc nó bao nhiêu mm hoặc là nó bao nhiêu mã lực hay là bình xăng nó bao nhiêu lít. Thì con này review quá nhiều rồi thì đó mình sẽ mời chủ xe mời Vi ra để cho Vi cảm nhận, cho Vi chia sẻ cái cảm nhận của con xe này cho đến mọi người. Thì mình nghĩ là con gái giống Vi thì dắt con xe này hơi khó đúng không? Nếu mà nói về con gái, để cho mấy bạn nữ mà tìm hiểu và lại tham khảo thêm về con xe này á, nếu mà mấy bạn mà mới bắt đầu chơi á thì tốt nhất là không nên. Còn nếu mà mấy bạn mà kiểu như từ 1m65 trở lên nha, 1m65 trở lên với thể lực tốt nha, thì mình cũng có thể chơi, nhưng mà với điều kiện là mình cân nhắc những cái ví dụ như hình thức đi, mình đi đâu á, nếu mà đi một mình thì rất là bất tiện luôn. Không có ai phụ đâu, không có ai dắt phụ, lỡ có chuyện gì mấy bạn chỉ lái được thôi, chứ còn mà mấy bạn có muốn quay xe hay là có dắt xe là không một ai phụ nổi luôn thật sự. Nhưng mà con này thì nói về cái bề ngoài của nó thì nữ lái rất là đẹp nha. Nữ lái con này thì cái dáng ngồi thì thôi bao đẹp luôn, nếu mà bạn nữ nào có chiều cao rồi á, định của shop. Đó là những cái chia sẻ thực tế nhất của tụi mình đem lại cho mọi người. Và khi mà anh em mà con này anh em chơi nó rất là đã, nói chung là cảm giác mang đến anh em đã lắm, mà giá tiền bây giờ nó cũng rất là hợp lý. Nếu như mà xe cũ bây giờ tầm 500 mấy thôi, tầm đó mấy. Xe mà can can nữa thì 500 mấy 600 là anh em sẽ có thể là có một chiếc rồi, trải nghiệm rồi. So với những con xe khác thì nó rẻ, giống như bây giờ anh em mua con bò 3R đi cả tỷ rồi. Đúng rồi, cá mập đề mới cũng cả tỷ rồi, nó khá là chát. Thế rồi, thì đó là những gì mà mình đã chia sẻ cho anh em xem kênh này, kênh của Minh Biker. Rồi anh em xem thì thấy hay là nhớ like và subscribe cho kênh của Minh, và có rảnh thì ghé kênh Vlog, và cũng có VV Channel đổi tên rồi. Đổi tên hả? VV Channel. VV Channel để mọi người xem tham khảo những cái clip về nữ biker. Ok. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye.